Sáng ngày 22 tháng 2, huyện Đoàn Tuyên Hóa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi và triển khai hoạt động tháng thanh niên năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí về dự thảo luật đất đai sửa đổi, đồng thời tham gia ý kiến vào một số vấn đề như về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, hồ gia đình sử dụng đất. Huyện Đoàn Tuyên Hóa cũng đã triển khai hoạt động tháng thanh niên năm 2023. Theo đó, với chủ đề "Tuổi trẻ Tuyên Hóa Tiên phong chuyển đổi số", tháng thanh niên năm 2023 nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên. Tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023 và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cả cấp nhiệm kỳ 2022 2027 tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện cả công trình, phần việc của phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị. Cả cơ sở đoàn trong toàn huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống 92 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, tổ chức cả công trình, phần việc, ý nghĩa, thiệt thực. Hội nghị đã triển khai một số nội dung của Giải bóng đoàn Nam Thanh niên huyền tiến hóa năm 2023 được tổ chức trong tháng 3 sắp tới.